để chiều nay anh ra về với mẹ, với cha, với tổ tiên, ông bà. Anh rể phu ơi, vợ chồng em gì hoa, em ở Trung Quốc thì em chỉ mong sao. Anh ơi, ở nhà lúc này đấy, anh thứ lỗi thứ tình nhờ cho em nay vì đường xa cách trở, em không thể trở về bên anh. Anh phu ơi, cái tình cái nghĩa anh em thì thật thật quý, chứ hơn đi bạc tiền. Giờ lại nơi xa ấy, gia đình nhà em hoa ấy, xin nhắn bay gửi gió về quê nhà. Anh phu ơi, để rồi xin tiễn biệt anh đi về hỏi hầu cho các cụ tổ tiên xưa. Ở Trung Quốc xa xôi nhắn gửi đôi lời, anh ơi ba hồn bảy vía anh về chở che. Thank you.